Có người hỏi Nhân Đức: dạ thưa thầy, hoa cúng trên bàn thờ Phật, con nghe nói cúng hoa cho Phật phải cúng hoa thiệt thì mới có phước báo công đức, chứ cúng hoa giả thì không có công đức phước báo gì đâu. Nhân Đức hỏi: vị cúng hoa cho Phật lấy cái gì là công đức phước báo? Chắc Phật thèm ăn hoa. Tự nhiên cúng hoa cho Phật mà nó công đức phước báo, không hiểu là cái công đức phước báo gì luôn nữa. Nhân Đức nói thật lòng mà nói, Nhân Đức ngồi đây nè, quý vị đem một đống hoa thật để trước mặt cho Đức. Nhân Đức nói: dẹp chỗ khác giùm, để bó hoa này hoa giả để quay phim ít gì nó có hình ảnh một chút, để đại vậy thôi. Chứ nếu như vì để một đống hoa trước mặt thì nó dẹp đi chỗ khác, nó rộng rãi cho tao ngồi chơi. Tự nhiên cúng hoa cho Phật mà nó công đức, không biết cúng hoa cho Phật là công đức gì luôn nữa. Thì vị phải nhớ, hoa là biểu trưng cho cái nhân á, nhìn hoa mà xem lại cái nhân sống của cuộc đời mình á. Hoa là biểu pháp, hoa là nhân để nhắc nhở chúng ta cái cuộc đời mình đang sống, mình đang gieo cái nhân gì. Ví dụ như mình gieo cái nhân hiếu với cha mẹ thì mình được công đức. Mình gieo cái nhân hòa thuận với anh em, hòa thuận với anh em là có đạo đức thì có công đức. Mình gieo cái nhân thương người thì mình có công đức. Mình gieo cái nhân giúp người, mình có công đức. Mình gieo cái nhân niệm Phật, mình có công đức. Mình gieo cái nhân niệm niệm nghĩ gì người có công đức. Hoa chỉ là một cái biểu pháp, là để nhắc mình phải gieo cái nhân tốt. Còn quả cúng cho Phật là biểu pháp, gieo nhân là hoa tốt thì có quả tốt. Nhân quả. Còn nước, không lẽ Phật thèm nước? Phật thèm nước với mình vậy hả? Không lẽ giờ cúng cho Phật ly nước trước mặt gì? Có công đức. Công đức gì? Nước là biểu pháp cho thanh tịnh. Quý vị coi, nước có thể uống, và nước cũng có thể rửa nhà vệ sinh, nước có thể tắm, và nước cũng có thể dọn nhà cầu. Nước vào chai gọi là chai nước, nước vào ly gọi là ly nước, nước vào lu gọi là lu nước, nước vào hầm gọi là hầm nước, nước vào sông gọi là sông nước, nước vào biển gọi là biển nước. Nước không từ chối khi chúng ta sử dụng, nên gọi là thanh tịnh, gọi là không có sự trở ngại. Cúng hoa, cúng quả, cúng nước đều là biểu pháp. Còn nếu như không nói biểu pháp này thì vô ích. Dù quý vị không cúng một cái gì đi chăng nữa mà chăng thật tu vẫn cảm ứng. Vì Phật Bồ Tát không cần những thứ đó. Cả bản thân những đức mà cúng hoa một đống trước mặt cũng không cần, cúng nước trước mặt cũng không cần. Chứ đừng nói chi là Phật. Cúng trái cây một đống trước mặt cũng không cần, vì ăn nhiêu đâu mà cúng một đống. Nên có nhiều nơi chùa chiền bàn thờ để trái cây đầy trên bàn thờ, hoa để đầy, cơm bớ cục cục, soi để tùm lum. Người sống đây mà nhìn còn thấy ớt, hống chi là Phật Bồ Tát mà dùng những thức ăn này. Vậy tại sao quý vị ăn cơm, quý vị niệm Phật, quý vị cúng Phật? Vì sao? Vì quý vị muốn có hiếu với Phật. Giờ con ăn cơm nên con nguyện cúng Phật, tưởng nhớ đến Phật. Chỉ có cái tâm như vậy thôi, chứ Phật Bồ Tát không cần những thứ này. Phật Bồ Tát chỉ là mong quý vị tu hành, mong quý vị niệm Phật, sửa đổi lỗi lầm, sống tốt, sống thiện, thì đó mới là thật sự chư Phật hoan hỷ. Quý vị biết rằng nếu như học Phật mà có phương pháp tu thì dễ, vô cùng dễ. Nếu học Phật mà không có phương pháp tu thì cực kỳ khó. Đã là không có phương pháp gì tu thì cái giống gì cũng lôi ra để bài bố. Còn có phương pháp tu rõ ràng giải thoát thì không có bài bố cái gì hết trơn. Còn hơn.
Vì thấy chùa mình tổ chức lễ viếng Quan Âm mấy chục ngàn người ta về, có bài bố gì không, có trang trí gì không, cái nhà to anh vậy rồi ra ngoài ngồi xuống rồi nghe giảng pháp rồi lại Quan Âm rồi xong, chúng sanh ai cũng vui vẻ, ai cũng hoan hỷ, ai cũng lợi ích. Mà chúng sanh vui vẻ hoan hỷ là nhờ từ đâu? Phật Bồ Tát hoan hỷ đó quý vị, anh nhớ không? Chúng ta nghe rõ ràng nha quý vị. Nên cái ngày Phật thành đạo là cái ngày nhắc nhở chúng ta đời này mình phải phát nguyện tu hành để đời này thành đạo, chứ không phải chỉ chúc mừng Phật thành đạo. Chúc mừng chi ạ? Đức Phật thành đạo cách nay mấy ngàn năm, người ta ai cũng vui mừng khi Phật thành đạo. Vì sao người ta vui mừng biết không? Vì người ta vui mừng có một vị Phật xuất thế để đem cái giáo pháp dạy cho nhân dân, dạy cho con người sống thiện sống tốt để hướng đến giải thoát. Ta mừng vậy thôi. Còn bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, bây giờ chúng ta lấy ngày lễ của Phật Bồ Tát để mà chúng ta dựa vào ngày này để chúng ta rủ người về, để nói cái ý nghĩa của Phật thành đạo, để bản thân mình tu để thành đạo. Như vậy thì cực kỳ là đúng, quá đúng luôn. Còn nếu như hình thức này, hình thức nọ, cuộc chơi này, cuộc chơi kia, nhảy nhót, hát ca, múa võ, tứ tung lăng tan, quý vị coi những cái thứ này nó có xác thực vào cái giáo pháp của Phật để cho người ta lợi ích không? Dù là đông người cỡ nào, dù là người ta ào, dù là cỡ nào đi chăng, thì trở về nhà vẫn không biết gì hết trơn. Đi một chuyến đi về hỏi vui không? Vui lắm. Ôi ô, nó nhảy múa bà, ô nó hát quá trời. Vậy bà đi cái chuyến này bà được cái gì? Tôi cũng không biết được cái gì nữa. Tôi cũng không biết được cái gì luôn. Thấy chưa? Nên mấy chục năm cuộc đời gặp Phật pháp không có một lợi ích gì, vì không nghe giáo pháp xác thực. Bây giờ mình đi về chùa ông thầy ông nhắc mình, ngày nay là ngày Phật thành đạo, vì đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Bây giờ mỗi một Phật tử về chùa ngày hôm nay, thầy nhắc các con, các con nên xem lại cái tâm các con có hiếu với cha mẹ hay không. Nếu như không hiếu thì cố gắng hiếu với cha mẹ các con nghe. Không, xác thực chưa? Vì đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Đợi tới chết rồi mới khóc hả? Đâu có kết quả gì đâu. Nên mấy cái người mà trong chùa mà cha mẹ mà mất á, lúc bình thường không lỡ thăm cha mẹ, mà lúc mà cha mẹ mà mất đi mà lỡ mà không niệm Phật mà khóc á, coi chừng á, coi chừng á, ông thằng đen thui thùi lùi ông siết cổ quý vị. Tại vì sao? Lúc bình thường cha mẹ còn sống nè, lỡ thăm cha mẹ đi, khuyên cha mẹ niệm Phật đi. Cha mẹ còn sống lỡ thăm cha mẹ nói vậy nè: mẹ ơi, ba ơi, ngoài đời bây giờ khổ dữ lắm, nếu ba mẹ ở ngoài con cũng không có lo được gì đâu, nên ba mẹ gắng ở đây đi nghe. Mình nói vậy để cho cha mẹ mình yên tâm ở đây lo niệm Phật, chứ mình đừng có vô mình nói: à ba mẹ ơi, ở được ở không được thì về nghe, về con cho ăn thịt bò thịt trâu. Mình nói những câu đó để mình bắt cầu cho cha mẹ bước ra đời lại, thì cuộc đời cha mẹ sao siêu thoát giải thoát đây. Lỡ thăm cha mẹ lúc cha mẹ còn sống kìa, còn khi cha mẹ mất mình lỡ mình cùng với quý thầy niệm Phật đưa cha mẹ đi về cực lạc như là đúng, chứ mình về mình khóc làm chi. Nó giống như có cái cô đó đó, 5 năm chờ không lỡ thăm mẹ, bà mẹ chết đi, vừa đến cửa chùa lết từ ở ngoài cửa chùa vô trong phòng hộ niệm, lết chưa được tới phòng hộ niệm, mới có chưa được nửa đường, từ cổng chùa mình vô lết mới có chưa được nửa đường. Nhưng Đức nghe có cái bà khóc vì mẹ bà chết, bà lết từ ngoài vô. Những Đức ở trong, những Đức cầm cái dao dâu ra, ghê không thầy, kinh khủng không, cầm cái dao dâu ra, những Đức chép xẹt. Những Đức nói: cô mà lết một cái nữa là gụng hai cái chân cô luôn, tranh thủ đi vô trọng niệm Phật cho mẹ kìa, khóc cái gì, 5 năm nay không vô thăm mẹ mà bây giờ làm bộ khóc, nước mắt cô là nước mắt cá lòng tông. Thấy chưa? Trời ơi, 5 năm nay không chịu thăm mẹ đâu mà bây giờ mẹ chết cái vô lết từ ngoài đường lết vô,
muốn diễn để cho người ta thấy mình là người thương cha thương mẹ hay sao mà. Thôi được rồi, đứng lên đi vô niệm Phật, chém bây giờ. Xanh mặt xanh mày chạy vô niệm Phật, không dám khóc một giọt nước mắt đổ. Rồi niệm Phật luôn. Những đức nói tôi mà bước vô mà tôi thấy mà ngồi khóc ấy, ngốc mặt. Thấy chưa? Nó bây giờ đi lợi chùa gì mà nghe ông thầy ông nhắc gì để mình xác thực đi. Cha mẹ còn sống mình báo hiếu đi quý vị. Còn ngoài đời mà cha mẹ còn ăn mặn đồ này kia thì mua đồ mặn cho cha mẹ ăn. Bản thân chúng ta làm con chúng ta báo hiếu cho cha mẹ bằng tặng đáy lòng mình thôi à. Cái chuyện cha mẹ ăn đó là cha mẹ ăn, cha mẹ tạo nghiệp chuyện của cha mẹ. Còn bổn phận của mình làm con hiếu với cha mẹ là mình làm tròn bổn phận mình à. Chứ mình đâu có đi giết người, mình đâu có đi trộm cắp gì đâu. Mà mình làm từ đồng tiền cực khổ của mình để cha mẹ còn ăn mặn. Mình không cho cha mẹ ăn mặn, cha mẹ thèm thì quán than, bản thân mình càng tội nặng thêm. Nên mình chỉ cần làm tròn bổn phận làm con mình thôi. Cha mẹ còn ăn mặn thì mua đồ mặn cho cha mẹ ăn đàng hoàng. Cha mẹ thèm thì mua cho cha mẹ ăn. Riêng ta ăn chay là chuyện của ta, tại vì cha mẹ còn ăn mặn. Còn mình nói rằng bây giờ thôi, tôi đi lợi chùa tôi cầm tiền tôi cúng dường Tam Bảo có phước hơn, cho ông bà xài tầm bậy, quýnh số đề số đuôi. Chúng ta bổn phận làm con cứ làm tròn trách nhiệm của mình. Có tiền thì cứ tặng cho cha mẹ, bỏ túi cho cha mẹ vui. Sau này mình còn có thể độ cha mẹ được. Dù bây giờ cha mẹ chưa tu nhưng mình làm cho cha mẹ vui, mình có thể nói cho cha mẹ nghe. Mình nghĩ cúng dường Tam Bảo là công đức. Cuối cùng mình có tiền bao nhiêu mình đem mình đưa cho thầy cúng dường hết trơn. Mình cúng dường thì cúng, nhưng mà mình ví dụ như cha mẹ mình chích ra 4 phần, 3 phần cúng dường cho Tam Bảo, 5 phần, 6 phần, 7 phần. Vì nhà chùa làm có chuyện làm. Còn nếu chùa này không làm gì thì thôi khỏi, thì không làm chứ cúng chi. Chùa này phải làm việc lợi ích mình mới cúng. Nhưng mà phải phân ra cúng cho chi, cho cha mẹ một phần để cha mẹ có tiền bỏ trong túi. Chứ mình đừng cái gì mình cũng đem tiền mình cúng Tam Bảo hết trơn mà mình không cho cha mẹ thì cha mẹ quán than, cha mẹ tức, cha mẹ nói tao nuôi nó khôn lớn mà cái gì nó cũng đem nó đưa cho mấy ông thầy, dùng cái thứ ác ôn, tao ghét ông thầy, tao ghét Phật. Vì Phật không có dạy cho con tôi hiếu với tôi, làm sao mà tôi dạy con tôi kính Phật được. Nên bổn phận của người làm cha, làm mẹ, làm thầy, là thầy thì tán thán công hiếu hạnh, còn cha mẹ thì tán thán cái công ơn dạy của thầy. Hai bên này là chiền bóng với nhau. Phải nhớ nghe quý vị. Nên Phật tử phải nhớ, có nhiều người người ta không hiểu, người ta nói rõ ràng mà. Làm bao nhiêu tiền cực khổ đến quỳ xuống để cúng dường cho quý thầy. Nhưng đối với cha mẹ thì không có lo. Vì thấy không, mình thiếu sót. Đừng có nói cha mẹ mình tu không tu gì, bổn phận làm con cứ làm tròn đạo hiếu thôi. Còn cha mẹ tu tu gì kệ cha mẹ. Chúng ta cứ lo tu cho tốt đi, rồi một ngày nào đủ duyên mình dạy cha dạy mẹ, hướng dẫn cha mẹ sao. Chứ mình đừng có nghĩ cha mẹ mình không có tu, mình không ngó ngàng tới, không có quan tâm tới. Mình chỉ lợi chùa mình kính thầy quá, cái gì mình cũng quỳ xuống mình cúng. Người ta trách mình đó, trách mình là bỏ bê cha mẹ, lo chạy theo mấy ông thầy. Thấy chưa, thất bại. Nên những đức hướng dẫn quý vị ngay cái ngày Phật thành đạo, nó có những cái việc mà Phật dạy rất xác thực trong cuộc đời. Mình phải đem những ý nghĩa này để dạy con người hiện tại nè. Chứ đâu phải là cái chuyện cái lễ của Phật thành đạo rồi chúng ta tung hô làm bao nhiêu chương trình hoành tráng, xong về nhà ai cũng không biết cái gì cả. Cái giáo pháp của Phật như vậy thì có ý nghĩa gì quý vị? Chỉ là tung hô thôi, nó không có một cái giáo pháp xác thực. Trong khi Đức Phật còn tại thế cực kỳ xác thực. Ngài ăn có một buổi cơm, một sống đơn giản bình dị, ba y một bát, tối ngủ với gốc cây. Mà cái gốc cây mà Đức Phật còn chưa ngủ quá ba lần, sợ ngủ ba lần dính mắt gốc cây. Thì quý vị biết là Đức Phật Ngài tiện tặng cỡ nào chưa? Ngài đâu có dám xa xỉ. Còn mình bây giờ mình vì Phật mình làm quá xa xỉ là cũng không được. Nên cái quan trọng là chúng ta làm cho chúng sanh, cho chúng sanh được lợi ích đi, cho họ được lợi ích đi. Còn đối với Phật Bồ Tát bằng thờ chung chung thôi, đơn giản bình dị thôi. Cái quan trọng là đem cái giáo pháp của Phật truyền tải thì chư Phật mới hoan hỷ. Thấy không?
Còn thí dụ như trong chùa này đi, riêng bản thân những đức với mấy anh em chắc chắn là cùng một hướng. Sau này mà anh em mình mà sống cái gì mà mai mốt mà chết á, thì mong rằng nhà chùa giúp cho được cái quan tài bỏ vô, đổ miếng cháu vô. Rồi á, ở già chứ cháu. Còn trên bàn thờ thì đừng có cắm hoa đồ tốn tiền, không cần thiết. Còn đừng có ai đi vòng qua gì hết, đừng có ai đi vòng qua hết. Nếu mà bỏ tiền vô thùng tam bảo để phóng sanh, để làm tượng Phật, mua gạo cho người nghèo, làm những việc lợi ích trong cuộc đời xác thực. Còn cái quan tài thì quan tài của các cụ sao thì quan tài của các thầy gì. Cái quan trọng là thiêu thôi. Quan tài càng rẻ thì đốt mau cháy, đỡ tốn dầu tốn xăng, mà thiêu cho cốt nó cũng trắng tươi sạch. Còn quan tài càng mắc tiền chừng nào thì đốt càng khó cháy chừng đấy. Mà khi đốt xong á, đinh á với sắt nó lộn lạo trong xương cốt nhiều lắm. Tại vì quan tài quá mắc tiền nên đóng đinh nhiều, nên khi đốt xong á, đinh nó nằm trong lộn lạo trong cốt nhiều lắm. Còn quan tài càng rẻ thì càng ít đinh, nó nhẹ, đốt một cái là nó cháy phừng phừng. Thì cái thân mình được đốt trắng tươi, khi mà xây ra cũng dễ nữa. Còn có xá lợi thì biết liền đó. Nên cái này không cần đâu nó. Nên đừng có tốn tiền những cái đồng tiền không cần thiết. Ngay ngày Phật thành đạo, chúng ta nhắc cái chuyện của cuộc đời Phật đơn giản, để chúng ta hành theo lời Phật đơn giản. Tuy biết rằng Phật pháp thời đại phát triển thì có những cái hình thức nhìn nó dữ dữ một chút để thu hút người ta, nhưng mà thu hút người ta đến phải dạy người ta một cái môn tu giải thoát. Chứ lợi mà hát ca nhảy nhót không, tưng tưng không một hai ngày, cuối cùng về nhà không có bà nào biết cái giống ôn gì hết, vậy thì có lợi ích gì đâu quý vị. Nó Phật pháp mới cần được dạy. Dạy mỗi ngày kìa mà mấy bà còn bà chằn lửa kìa. Chứ đừng có nói mà không dạy, không dạy chắc bại hoại cỡ nào, hiểu không? Nên từ nơi đó xác thực như vậy nè, mà chúng ta có khi còn không làm được kìa quý vị. Chỉ có một câu Phật hiệu mà niệm trước quên sau, niệm sau quên trước, cuối cùng quên mất tiêu, nó thất bại đó, thấy chưa? Nó nên cái câu chuyện của bà cụ đó, nhắc các cụ trong đây săn hẳn ích kỷ đó các cụ, chết ói ra một đống máu vậy nè, ghê chưa? Nên săn hẳn, tham lam, đố kỵ là chiêu cảm quả báo của tam đồ ác đạo. Nên những đức mong chúng trong chùa này và Phật tử khắp nơi coi qua công đoạn này để nhắc mình quý vị, đời này mình phải giải thoát, đời này mình phải giảng sanh, hiểu không? Phải giảng sanh. Nó giờ già si cầu que rồi không niệm Phật thì thọ mạng đến bất tử, coi chừng tối đêm nay đó. Đừng nói chuyện dẫn chứ, tối đêm nay, ngày mai đi thiêu một bà, tiếp tục tối đêm nay nữa nè, rồi biết đâu tối mai nữa, rồi tối mốt nữa. Tại vì già đến lúc rồi, bảy mấy, tám mấy, chín mấy không mà quý vị, quá nhiều rồi. Mấy ngày nay đi xuyên suốt, hôm qua vừa đưa một cái chú 23 tuổi đi đến đài quả tán, cao ráo đẹp trai, ngon lành, 90 mấy ký. Cái quan tài ginh muốn le lử. Những đức ginh nè, đi bãi bãi luôn. Hôm qua những đức ginh rồi, ginh cái mỏ nhọn sẵn mà ginh. Ồ ginh Phật tử nó tội nghiệp thầy quá trời ơi, ginh quan tài gì nó đuối dữ. Ginh độ 90 ông hôm qua ginh quan tài, đâu cho mấy cô ginh, bên đó là để cho mấy cô nữ ginh. Nhưng mà chiến này cái ông này không cho mấy cô ginh được, mấy cô ginh sợ nó buông ra, nó lọt ra mà đưa tay chân nó chết mồ luôn. Mấy chú 10 chú ginh, những đức đi trước đi nè. Sao có nhìn gì kỳ cục muốn chết luôn. Quay phim lợn nhìn nó xấu gì, nó xấu hê hê quý vị. Ginh quan tài mặt xấu lạ kỳ. Thôi kệ mồ đi. Quý vị coi á, thấy không? Sáng lại một bà đi nữa bên hộ pháp, chiều mai liệm.
Bà ngoại của Liên Niệm chín mấy tuổi rồi còn gì nữa không đi. Sống vậy là dữ lắm rồi. Mình không biết được 60 không nữa Nhân Lăng. Anh em mình sao này biết được 60 không, mấy bà chín mấy không, mấy bà ơi đi đi. Nghe không? Đi cho nó nhẹ nhàng. Mà niệm Phật đi về Cực Lạc nghe các cụ. Đó. Vì thấy không? Bây giờ quý thầy vô chùa tu nè, quý chú rồi quý cô rồi quý cụ rồi vô chùa, vì thấy ý nghĩa chưa? Bây giờ Đức Phật dạy mình cái giáo pháp mình phải làm lợi ích cho mọi chúng sanh. Ngày mai khiếm thị ở bên kia 7-8 ngàn người về kìa. Mới có chiều nay thôi mà đến ập ập ở bên này kìa. 15 chiếc xe người khiếm thị bữa nay đến rồi. Hỏi đến chi sớm gì? Dành chỗ ngồi. Tôi mệt tôi ghê thiệt, cái gì cái vụ này tôi thấy kỳ cục quá trời. Vậy đâu? Người sáng dành chỗ ngồi chi, mấy ông dành chỗ ngồi chi vậy? Nó dành chỗ mặt tiền để người ta cúng dường nhiều nó tao. Không có chuyện này đâu. Cúng bình đẳng hết trơn chứ dành chi cho nó mệt thêm. Thôi khỏi đi. Ra ngoài đường ngồi chơi đi sáng cho vô. Vì coi á, 15 chiếc xe đến hồi chiều, bò lăn bò lết. Hỏi đi đâu đi sớm gì? Dành chỗ ngồi tao. Tôi chịu thua mệt quá. Sao cái này sao nó thuận hành ở chùa mình quá trời chứ không biết. Nó nên từ nơi đó. Trời ơi mấy bà sáng mắt bà ngồi gần tôi, bà nhìn tôi, bà nghe tôi giảng đồ này kia thì còn được. Còn mấy ông có thấy đường gì đâu mà cũng đi dành không? Dành ngồi phía trước đang cúng dường nhiều nó tự. Khôn đi ghê. Được rồi, những đức nói à, ngày mai đi. Rồi tôi cho sắp lên cái hàng đầu. Những đức nói mấy câu ngày mai dẫn đi ra tuốt ngoài sau lưng khu tăng cho ngồi. Tại có thấy đường đâu dẫn đi đâu ngồi đó chứ biết đâu mà. Bỏ tặc. Chèn ô. Đi sớm để dành chỗ ngồi. Cuối cùng Những đức nói à được rồi mai tôi cho lên chánh điện ngồi hàng đầu. Nó dạ cảm ơn thầy. Nó ừ. Rồi ngoan ngoãn ở đây đi nghe. Ngày mai tôi dẫn lên. Nó dạ. Những đức nói mấy câu sáng dẫn ra tuốt khu tăng sau hè cho ngồi rồi đó. Thì có thấy đường gì đâu thì cứ tưởng đâu đây là chánh điện chứ đâu. Ngồi đó đi. Đó. Ê cô. Vì biết rằng nó kinh khủng chưa. Mà giờ bệnh ý ý bệnh á. Nó lộ mèo được bệnh quá trời bệnh. Không phát bệnh. Phía sau thì hộ niệm. Nó ngày mai thì tắm bà cụ già. Sáng nay thì bên đây thì Nhận Lăng làm cái đám đưa bà cụ đi. Nó quý vị thấy không? Cái chùa gì đâu mà công việc kinh khủng thì. Việc gì đâu mà đầy việc cái chuyện không có tính nổi. Thấy không? Rồi sáng mai nghe nói hòa thượng kêu quét dọn ngoài kia mấy chú rồi mấy anh em tập trung ngoài kia quét dọn cái chùa mới xây hòa thượng ngoài kia. Nó thấy công chuyện quá chàng quý vị thấy chưa? Nó thôi kệ mấy anh em cứ sắp đi ngày mai cho mấy cô bên bển phụ kiến thiện chút. Và Nhận Lăng thì bố trí nấu ăn sao đó. Mấy anh em ở đây giỏi dữ lắm chứ không phải tầm thường đâu. Thấy không? Nó có một hai đứa nhỏ nhỏ nó muốn đi thì chút rồi cho đi bển luôn. Nó sáng ở phụ bác bánh bánh đồ khiếm thị luôn. Không mà mình thấy người khiếm thị mình thấy tội nghiệp họ mình tinh tấn thêm nghe. Dù mình không có tiền cho họ nhưng mình nắm tay mình dẫn họ đi vô chỗ ngồi cũng ý nghĩa cuộc đời. Nhìn họ mà mình thấy rằng tội nghiệp họ. Nói vậy thôi, nói nãy mấy câu nãy vui tôi chứ tội nghiệp họ. Họ đã đến trước thì mai cũng cho họ chỗ nào ngồi ngon lành chút. Chứ ai mà tội tình gì đem cái tuốt ngoài khu tăng trời. Làm người ai làm thế. Làm người ai làm thế. Thấy không? Nó nên quý vị biết rằng mình phải thương người khiếm thị mình mới tổ chức cho người ta chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Nó mà cũng ghê lắm bởi vì thương chúng sanh mà thấy họ tội nghiệp mà chứ không phải là họ hiền gì đâu. Khiếm thị không thấy đường chứ hổn dữ lắm. Hổn ghê lắm tại vì đứng đến gần thử á. Có một lần cầm tiền lên điếm điếm như Đức Lợi như Đức Khiều cái làm này. Má mày làm gì tao? Mày làm gì tao? Mày tự đâu lấy tiền quý vị. Cầm tiền điếm điếm như Đức Lợi Khiều Khiều này. Má mày làm gì tao? Làm gì tao? Sợ giật tiền ghê thiệt chứ chàng ơi chàng. Xong như Đức nói mù rồi mà còn hung dữ quá. Cái nghe tiếng như Đức biết à hung dữ gì đâu. Tưởng ai ghê chưa nó nên quý vị biết á có lần nghe người ta cho được mấy trăm ngàn
cho được 500 ngàn. Vì đó mà những đứa đứng kế bên ngồi nghe nói hai thằng nói qua lỡ nhau. Bà mẹ thử, đi cả ngày, tưởng là ở đây cho nhiều dữ, được có mấy trăm. Ghê không? Xong những đứa kế bên những đứa nói nè, người ta cho là may rồi mà còn chê nữa. Nó ai vậy ta? Không. Ghê không? Mấy vị thấy không có đơn giản đâu. Nhưng mình thương là thương rồi quý vị à. Tại vì tạp khí người ta đâu có được tu hành nhiều bao nhiêu đâu. Mình thương những người đó vậy mình mới thương chứ. Chứ nếu mà ai cũng ngon, ai cũng tốt hết chứ mình thương thì chuyện này bình thường rồi. Mình thương mấy người què hoặc mấy người hư kìa. Mà mình thương được thì cái tâm mình nó thấy vui dữ lắm. Thôi kệ đi, người ta nói gì người ta nói, miệng người ta thích lợi là được rồi. Vậy mà mỗi lần tổ chức bò lăn bò lết đi lợn ì ì. Thấy không? Đó à, ngày nay nhiều chùa cũng tổ chức ngày Phật thành đạo lớn lắm, nhất là chùa Phật Quang của Thượng Tọa Thích Chân Quang tổ chức lớn. Nên chúng ta nhắc nhở mình, mình cũng bước theo bước chân của Phật, tu hành Đức Phật đạt đến quả vị giải thoát. Chúng ta bây giờ học Phật cũng hướng đến giải thoát. Đức Phật một đời tu, một đời thành tựu quả vị giải thoát. Và Đức Phật cũng chỉ mình cùng một cái pháp tu mà một đời này được giải thoát, đó là pháp niệm Phật. Cũng như chúng ta coi lịch sử, biết được cái lịch sử của Đức Phật một chút. Đức Phật sinh vào một gia đình hoàng tộc, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, cuộc sống đầy đủ dữ lắm, giàu sang phú quý, danh tiếng lẫy lừng, hình như là không thua ai. Đức Phật có tất cả, buông tất cả. Mình bây giờ học Phật pháp mà mình xem lại mình, mình đâu có gì được như Đức Phật đâu. Đức Phật có đầy đủ lắm. Khi sinh ra được thần dân tung hô vui vẻ mừng, cả cõi người cõi chờ đều là vui mừng khi một bậc tôn quý đến với cuộc đời này. Còn có khi mình sinh ra đời trong một gia đình nghèo sơ nghèo sát, như những đức sinh trong một gia đình nghèo sơ nghèo sát, nhà toàn là rác, sanh trong chuồng bò, nên lớn lên tương đối không thông minh mà ngu như cò. Nên mình thấy mình không có cái gì đặc biệt. Còn Đức Phật thì có tất cả. Mà chỉ cần đi dạo bốn cửa thành, thấy cái cảnh sanh già bệnh chết thôi là giác ngộ cảnh vô thường. Còn mình thì bây giờ thấy chết liền liền mà mình thấy nó bình thường. Thì mình thấy rằng là cái căn tính mình nó rất là kém. Đúng không? Nên ngài Phật thành đạo nhắc nhở chúng ta điều gì? Nhắc nhở chúng ta bây giờ mình gặp được pháp môn niệm Phật, dù cách Phật xa như vậy, mình gặp được pháp môn niệm Phật mà cái pháp mà Đức Phật chỉ điểm là một đời tu một đời thành tựu. Đức Phật cũng là tu một đời thành tựu, mà khả năng của Đức Phật thì tu các pháp khác đạt đến quả vị giải thoát. Còn mình thì bây giờ bỏ pháp môn niệm Phật thì các pháp khác mình vô không nổi. Nên chúng ta bây giờ được Đức Phật chỉ điểm là pháp niệm Phật, có thể một đời tu một đời thành tựu. Nên chúng ta phải nắm chắc cái pháp tu này để mình tu, để một đời này mình được thành tựu. Đức Phật thì thành đạo rồi, còn bản thân chúng ta thì giờ còn là cái phàm phu cho nổi khổ đau. Nên mỗi người mình phải nhận thức. Âm thanh nó vang quá, bình thường là
Nên mình nhận thức rồi tự nhiên bản thân mình cố gắng, mỗi ngày siêng năng niệm Phật. Từ là lịch sử của Đức Phật mà để lại cho chúng ta nhận thức. Khi mình nhận thức được thì quý vị biết rằng là bản thân của mỗi người chúng ta siêng tu siêng niệm Phật. Đức Phật là Thế Tử, mà khi đi tu rồi là chịu khó chịu khổ, chịu siêng năng học tập, biết lắng nghe. Còn mình á, thì ai đụng tới mình, ai nói tới mình là bản thân mình ưa kênh lại lắm. Có khi làm cái gì mà ai mà nhắc nhở cái là chạm tự ái, là kênh lại quay lại. Được rồi, tôi biết rồi, đừng nói nữa. Cái ngã mạng mình lớn quá, nên mình học Phật mà mình không có kết quả nhiều. Mình coi lịch sử đi, Đức Phật mà khi còn Thái Tử đi học tập là hạ mình hoàn toàn, chưa bao giờ nói mình là Thái Tử nhà cao cửa rộng gì hết, chưa từng bao giờ nói mình đầy đủ gì hết, mà điều hạ mình. Đi học ở đâu là hạ mình ở đó. Nên học môn nào cũng đạt, học môn nào cũng đạt. Còn mình thì như thế nào? Mình thì học ra cái tâm kiêu ngạo ngã mạn, nên mình hoàn toàn mình khác Phật. Nên ngay ngày Phật thành đạo, chúng ta nhắc chúng ta, nếu như một đời này mình tu mà mình không cố gắng, mà mình tiếp tục trôi lăn trong lục đạo luân hồi thì khổ đau triền miên không dứt. Nên mình nghe lời của Phật chỉ mình cái pháp niệm Phật này, để mình cố gắng mình niệm Phật, mình gây dựng tín nguyện mình niệm Phật, để một đời này mình được giải thoát. Nếu như bây giờ mình dòng do tâm quắc, nay môn tu này, ngày mai môn tu kia, Đức Phật có thể tu môn nào cũng đạt, còn ta thì tu không môn nào đạt hết. Nên chúng ta phải chọn một môn mà tu, thì đời này mình mới có cơ hội thành tựu. Mà cái môn mà Đức Phật chỉ dùm cho mình, nhắc mình chỉ dùm cho mình, là cái pháp môn niệm Phật, mình phải hết sức là trân quý. Nên á, nhiều người ta tổ chức cái ngày này nhiều cái hình thức lắm. Chương trình người ta có thể mấy chục ngàn người, không có giỡn đâu nghe, đông lắm á. Nhưng mà đến người ta đọc một số viễn văn cái này kia đâu. Còn cái này chúng ta chia sẻ là để chúng ta nhắc xác thực nhất, nhắc xác thực nhất chúng ta nè. Bây giờ Phật thành đạo đã thành đạo rồi, còn mình là thê thảm nhất, vẫn còn là một kẻ phàm phu mê hoặc điên đảo nè. Bây giờ chúng ta tung hô chúc mừng ngày Phật thành đạo, nhưng bây giờ mình mỗi ngày xạo xạo đi vòng vòng, tính cuối đời đi đọa tam đồ ác đạo được cái gì quý vị? Nên Đức Phật đã thành đạo rồi, bây giờ chúng ta phải tu làm sao một đời này mình thành đạo nè, cái này mới là cái quan trọng. Nên bây giờ tu là tu gì? Tu sửa, sửa những hành vi sai lầm của mình, gọi là tu. Bây giờ mình cứ sửa từ từ thì bản thân mình tốt mà. Nên mỗi một con người mình phải nhớ kỹ, chương trình lễ hội là một chương trình giáo dục. Nó không phải chỉ là cái việc mình chúc tụng cái ngày Phật Bồ Tát thành đạo hoặc là ra đời không đâu, mà đó là những ngày giảng dạy, tập trung con người về giảng dạy để nhắc nhở người ta về cái việc sống ở cuộc đời này phải có tình có nghĩa làm sao, sống có đạo đức làm sao. Những cái gì tổn hại người khác thì mình đừng có làm. Tập trung con người về là để giảng dạy quý vị, vì đạo Phật là nó có một nền giáo dục. Nếu mà không giảng dạy mà chỉ hình thức này kia thôi thì không thể nào mà người ta đi đến chùa được lợi ích xác thực. Nên quý vị biết rằng có nhiều người đi đến chùa nghe, mà thời gian của họ biết Phật Pháp có khi mười mấy hai chục năm mà không có kết quả. Có khi mười mấy hai chục năm mà không có kết quả là vì sao? Vì họ đi vòng vo tam quốc, họ không có nhận thức được Phật Pháp là xác thực để áp dụng trong cuộc đời của mình. Mà mình cứ đi vòng vo tam quốc, mình đi tìm kiếm này kia không, mười mấy hai chục năm vẫn không có kết quả. Chính bản thân những đức khi gặp Phật Pháp, gặp ngay pháp môn niệm Phật, mười mấy năm nay chỉ có niệm Phật, mà mình làm bao nhiêu cái việc mình thấy rằng nó có ý nghĩa rõ ràng, lợi ích xác thực. Nên những đức nói bây giờ cái pháp niệm Phật này, thì nhìn người trong đây nè,
Bây giờ một chai sữa mà rớt lên rớt xuống lụp cụp, nó không phải cái pháp niệm Phật này quý vị lấy cái gì được độ đây. Nên Đức Phật Ngài nói một câu rằng thờ mạt pháp ức ức người tu hành mà không có người đắc đạo. Vì sao nhiều người tu mà không có đắc đạo? Vì bỏ pháp niệm Phật. Duy chỉ có những người niệm Phật gây dựng tín nguyện kiên cố thì một đời này tu mới có thể một đời này đắc đạo. Quý vị coi trẻ vô chùa thì nếu như mà không được nhắc nhở thì cũng sao lãng cái chuyện tu hành. Hai thờ lên chánh điện thôi mà còn bữa cái bữa đực. Có một câu Phật hiệu thôi mà buông ra là quên liền. Có khi tạo không được bao nhiêu mà xài thì nhiều. Vậy thì cả đời làm sao thành công? Mà nhắc suốt luôn. Mà có khi lên chánh điện tu bữa lên bữa không lên. Có khi làm cái gì làm nhiều một chút để chi? Để qua thời tu để không lên tu. Thì coi cái tâm mình. Nên Đức Phật thành đạo quý vị coi, Ngài là Thái tử mà Ngài chịu khó chịu cực vô cùng. Mà đến khi mà Ngài tu khổ hạnh 6 năm mà một bữa ăn chỉ có một hạt mè. Vì coi cái tâm quyết tu hành quá cao độ luôn, người ta mới thành tựu. Nên nhà Đức từng nói một câu nói rằng thành tựu không thể nào dành cho người lười biếng, người siêng năng thì mới có cơ hội thành tựu. Hãy nhớ kỹ. Quý vị học nghề thế gian cũng vậy, nếu như quý vị sao lãng lười biếng thì quý vị không bao giờ học ra được một cái nghề nào hết. Còn mình học Phật mà mình không siêng năng thì không thể nào một đời này mình thành tựu con đường giảng sanh. Nên Đại Lão Hòa Thượng Chí Tịnh còn tại thế Ngài nói một câu rằng quý vị niệm Phật quý vị phải thường mót. Mà chùa mình á, là bấm số niệm Phật là mót. Công việc nhiều trong chùa làm việc gì cũng phải niệm Phật là mót. Mót có Phật hiệu. Mình thường niệm Phật cái tâm mình nó an nên mình làm việc gì nó cũng thành công. Còn nếu như mình sao lãng, mình quên niệm Phật, mình bỏ niệm Phật, mình không lên chánh điện tu lâu ngày cái huệ mạng mình nó giảm xuống. Tự nhiên mình ở trong đạo mà mình nhạt nhẽo với đạo dữ lắm. Trong đạo mà mình rất là nhạt nhẽo với đạo. Nên cái ngày Phật thành đạo nhắc nhở chúng ta là đời này mình tu mình phải thành tựu nè. Nếu điều đời này mà mình mà không gầy dựng thì mình qua một đời nữa rồi. Những đức nhìn nhiều bà già trong chùa nhìn để mà nhắc mình tương lai mình cũng già như các cụ. Để bản thân mình bây giờ mình còn khỏe mình cố gắng. Thật sự mà nói chúng ta cứ nhắc suốt đi. Ai mà biết nhận thức được thì cố gắng. Còn ai mà không nhận thức được thì qua một đời gán chịu. Bản thân chúng ta cũng làm hết lòng mình thôi. Có một bà cụ, quý vị biết rằng bởi vì đi tu trễ, nhất là thiệt thòi nhất là những người bị điếc. Điếc. Nên trong kinh Đức Phật nói rằng là pháp thể cõi này thanh tịnh tại nghe âm, đã điếc rồi thì chịu thua. Bây giờ những đức nói cho quý vị nghe nè, bây giờ cái chánh điện này giảng mà quý vị không nghe, quý vị có được lợi ích không? Không. Bây giờ cái nhà nó có đẹp cái nào đẹp mà giảng người ta không nghe được lợi ích không? Không thể nào lợi ích quý vị à. Vì không nghe được câu nào chứ sao lợi ích. Còn cái người điếc sao lợi ích? Nên bà cụ bà bị điếc. Quý vị biết á, bà ở trong ngôi Tam Bảo, tính khí của bà tuy già mà bà săn hẳn ghê lắm, khó tính lắm. Mấy cô mà chăm lo bà chửi con cháu người ta thấy ghê. Bà có một đứa cháu mà bà thương nó dữ lắm, bà không bao giờ nói tới nó. Còn riêng các cô chăm lo cho bà không phải cháu của bà thì bà chửi người ta, mà bà săn hẳn, bà khó tính lắm. Quý vị biết đó. Khi bà chết ói nguyên một vũng máu. Kinh không? Quý vị biết á, cái người mà săn hẳn, cái người mà săn hẳn là chiêu cảm cái quả báo là địa ngục. Mà đã là chiêu cảm quả báo của địa ngục thì cái cảnh giới của quỷ đạo người ta đến,
Mà cảnh giới của quỷ đạo người ta đến, một là người ta siết họng mình, ta kéo đi. Nên khi người ta siết họng mình thì mình bị, mình bất chợt mình dùng dãy lại, nên nó ói máu ra. Quý vị coi, như những người mà chết bất đắc kỳ tử, tự nhiên đang khỏe gì, dãy tưng 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 tưng, mắt trợn lên, miệng ọc máu ra chết. Đa phần là bị cảnh giới quỷ đạo dẫn đi, đầu trâu mặt ngựa, lấy đầu tối siết họng kéo đi. Tại vì mình săn hẳn nên mình chiêu cảm, mình là cảnh giới của địa ngục, mà chiêu cảm cảnh giới của địa ngục thì là đầu trâu mặt ngựa đến tìm mình, dùng cách nào không biết mà nắm đầu, nắm cổ, buộc cổ, bóp họng về kéo đi. Nên cái chết của mình thường là trợn mắt hả hồng, máu miệng ọc ra. Thật sự quý vị, cái người mà tâm tính dịu, hiền, khoan dung tha thứ, vui vẻ, những đức nói với vị nghe, bị chết không có cái kiểu mà cái thội tướng nó quá xấu đâu. Tại vì quý vị là người tu mà dù bị xấu gì xấu nha, nhưng mà quý vị vui vẻ giết từ từ, quý vị cũng hảo tướng. Những đức nói không phải gì, chứ bản thân những đức là ngày xưa sang si, nó hô còn hơn là cái gì, cái mỏ nhỏ quét hô ghê lắm. Tại vì nó hung dữ quá, cọc cằn thô lỗ, chửi sùm, giết cái mỏ nhọn quét hô ghê lắm. Vậy mà quý vị thấy không, tu từ 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 cái tâm tính nó dịu lại, vậy mà hiện tướng nó đỡ hô, từ từ có người có được lại đó quý vị. Rõ ràng 100% là tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Nên những cái người mà nghe được Phật pháp, nghe tính khí săn hẳn, buồn giận dai, đố kỵ hơn thua, những đức nói quý vị nếu cứ duy trì gì hoài là cái cảnh giới của mình là cảnh giới của tam độ ác đạo. Nên ngay cái ngày Phật thành đạo nhắc nhở mình, Đức Phật ngày tu ngày thành Phật rồi, bây giờ ta mới thê thảm nè. Bây giờ mình ở dưới cái giáo pháp của Phật mà Phật chỉ mình niệm Phật thành tựu, mà cuộc đời này của mình không cố gắng, mình để cuộc đời mình luống qua, tu cả đời mà khi chết thì hiện cái tướng ghê gớm, người ta nhìn không bị ảnh hưởng lợi ích gì hết, uổng cuộc đời tu của mình. Dù cỡ nào cỡ nghe quý vị, mình tu hành cuối cùng mình chết nó cũng nhẹ nhàng chút. Nên mỗi một cụ già, mỗi một người tu phát nguyện chứ Phật, Phật ơi, cả đời con tu con cố gắng, con nguyện khi cuối cuộc đời của con biết ngày giờ ra đi, ra đi nhẹ nhàng để là thổi tướng đẹp, mắt nhắm miệng khép, hoặc là thiêu để là cũng dài cục, dài cục xá lợi, hiểu không? Để làm bằng chứng gì cho người ta thấy niệm Phật có đặc biệt gì, để độ cả dòng họ người thân, cầu Phật gia hộ cho con. Phật nói à, ta sẽ gia hộ cho con, nhưng con đừng có sân hận, con đừng có quá tham, con đừng có quá ngu si, tham sân si của con giảm thì bổ nguyện của ta mới gia hộ được cho con. Không? Bây giờ mình chỉ có cầu Phật gia hộ thôi, mà tính khí của mình tham sân si quá nặng, làm sao Phật gia hộ cho mình đấy. Nên câu Phật hiệu là vô lượng giác, mà mình niệm Phật mà mình thấy cái gì thì ngon ngon là mình giác, thấy sữa ngon thì mình giác, thấy đồ ngon thì mình giác, thấy dừa ngon thì mình giác, thấy cái gì đẹp đẹp là mình giác, còn cái gì xấu mình bỏ lại cho người ta. Đồ ngọt thì mình lụm, mà đồ đắng mình cho người ta ăn. Cái gì thơm thơm mình lụm sạch nhất, còn cái gì hôi thối mình để cho người ta lụm. Mình chơi vậy coi sao đẹp, đúng không? Chơi vậy mà cầu Phật gia hộ, cứ cầu Phật gia hộ, cứ cầu không à. Cầu Phật không bằng cầu mình. Phật là cái bổ nguyện, bản thân chúng ta học Phật để xem lại mình, nhờ cái hạnh nguyện của Phật Bồ Tát mà soi gọi cái tâm mình, để mình xem lại mình có bản thân của mình có giác ngộ hay không. Nên ngay ngày Phật thành đạo là để nhắc mình một đời này tu thành đạo, chứ đâu phải là chỉ có chúc mừng Phật thành đạo vậy có ý nghĩa gì. Chỉ chúc mừng Phật thành đạo mà quên đi bản thân mình là phàm phu, phàm phu còn tội nghiệp. Đức Phật vui mừng nhất là chúng ta tu hành mà chúng ta một đời này thành đạo, đó là biết báo ơn cho Phật. Từ nơi tu cái hạnh niệm Phật mà được thành tựu thì mình đang đem cái giáo pháp của Phật truyền tải ra, nên đây mới gọi là cảm ơn Phật.
chứ không phải là Phật vui khi ngày mà Phật đản sanh chúc mừng, ngày Phật thành đạo chúc mừng. Cái này Phật chưa hoan hỷ đó quý vị. Những đức nói thiệt nè quý vị, bản thân những đức là phàm phu nè. Nếu như ngay ngày sinh nhật những đức mà quý vị chúc mừng, những đức chưa có vui gì mấy đâu quý vị. Mà những đức vui nhất là những đức khuyên quý vị niệm Phật, mà quý vị siêng năng niệm Phật, quý vị hiền hậu là những đức vui nhất. Nói thật á, sau này mình chết mà làm á, mua mà kiểu mà quan tài đồ xịn sò, hoa đồ cắm đầy, đãi đồ ăn đồ quá trời nhiều, những đứa không có cảm giác gì mừng đâu quý vị. Mà những đứa mừng nhất là ngay cái ngày mình chết á, mà ai cũng niệm Phật đưa tiễn mình đi, dù là ba miếng dán ghép lại bỏ mình vào liền xuống sông, mình vẫn vui khi ngay ngày chết của mình mà người ta niệm Phật đưa tiễn mình đi. Tính vào phàm phu mà còn nghĩ như vậy, không chi Phật Bồ Tát. Không phải vị làm chương trình Phật Bồ Tát, ngày lễ viếng Phật Bồ Tát hay ngày Phật thành đạo lớn là quý vị nói Phật Bồ Tát hoan hỷ đâu. Mà cái hoan hỷ nhất của Phật Bồ Tát là quý vị phải đem cái giáo pháp các ngài bị dạy cho người ta. Vì dạy cái giáo pháp nào mà người ta tu được, người ta có thể một đời thành tựu mà ai cũng tu được. Mà Đức Phật đã chỉ điểm rõ ràng, thờ mặt pháp nhiều người tu hành, không có người đắc đạo, duy chỉ có người niệm Phật, gây dựng tín nguyện thì đời này mới thành tựu. Bây giờ quý vị chân thật, quý vị tập trung cái người ta về, vì dạy người ta niệm Phật, thì đúng là cái ngày quý vị mừng ngày Phật thành đạo. Mà để dạy người ta niệm Phật, để một đời này người ta được giải thoát, để thành đạo, đúng là chư Phật mười phương hoan hỷ chắc chắn luôn. Nên những điều những đức chia sẻ nó xác thực lắm. Những đức mong rằng quý vị còn sống trong cuộc đời này, những việc thiện việc tốt gì bị làm được cố gắng mà làm. Cái quan trọng thiện nhất là bị cố gắng niệm Phật. Cái niệm Phật là cái cực kỳ quan trọng luôn, để đời này mình giảng sanh cực lạc là đắc đạo đó quý vị. Ngày nay ngày Phật thành đạo thì ta cũng phát nguyện ngày nay đời này ta tu cũng phải đắc đạo, đúng không các cụ? Quyết tâm vãng sanh cụ ư? Quyết chí vãng sanh nghe. Ai mà gầy la chửi mắng gì buông xuống nghe các cụ. Ở đây còn bà cụ nào buồn dặn ai em đưa tay anh coi. Dám đưa tay tôi bẻ tay. Bà nào còn buồn dặn đưa tay ra, đưa tay lên, đưa lên tôi. Chụp tay người đó liền. Hiểu không? Phải niệm Phật vãng sanh nghe các cụ. Vài bữa mai đồ cho các cụ thường trụ sắp sửa về rồi. Đồ của sư cô về trước rồi phải không? Thế qua mấy ngày thứ bảy chủ nhật qua tặng quý sư cô. Còn đồ các cụ chừng mấy bữa nữa chừng có luôn. Tặng cho mấy cụ hai bộ, người ta mai không kịp các cụ ơi, mai người bộ thôi. Mà ba mai bộ đồ cái này nó xịn sò dữ lắm các cụ, nó đẹp thèn ngô, nó đẹp gì đâu. Hiểu không? Mua bộ mai bộ đồ cái này trắng tươi mỏng vét vặn mà thôi, người ta nhìn lum lum luôn các cụ. Ngay mùng 1 Tết ăn Tết đồ ngon lành nghe. Không, mình sống gì nó vui cậu, như một đại gia đình hết các cậu. Thấy các cậu vui là thấy mừng rồi. Bữa nay mua cho cậu chai sữa này xịn sò lắm nghe các cậu. À, trước mặt cậu mọi người chai sữa nghe. Sữa này sữa gì? Sữa gì? Không biết chữ, đọc chữ gì luôn. À, nước uống sữa trái cây dâu tự nhiên bộ lắm, sữa này bộ dữ lắm á cụ. À, thôi chúc đại chúng an lạc nha, quyết tâm đời này về cực lạc quý vị ơi.
Chúng ta phát nguyện ngày nay là ngày Phật thành đạo, cả đời con tính nguyện niệm Phật, khi cuối đời của con đều hẹn gặp ở Cực Lạc hết nghe. Rồi A Di Đà Phật, chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.